hạt mưa long lanh rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thơ, làm gió khẽ vuốt tóc em và làm gió nói cùng em nhớ thương. Thank you.
toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2022 đã đi qua cũng là lúc chúng ta cùng nhìn lại những nỗ lực phấn đấu từ những khó khăn do dịch bệnh Covid toàn cầu, cùng với do chiến tranh thương mại giữa các nước phát triển, để có kết quả đạt được của công ty Tiến Thành và công ty Châu Thái Sơn trong năm 2022. Chào đón năm 2023, chúng ta cùng đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh trên những sự khó khăn của nền kinh tế thế giới. Thực tế là công ty Tiến Thành và công ty Châu Thái Sơn luôn song hành, phần lớn là các công ty FDI, tức là các doanh nghiệp nước ngoài ạ. Nên việc ảnh hưởng kinh tế thế giới làm ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty chúng ta không hề nhỏ. Từ đó, để thực hiện được mục tiêu năm 2023 là cả một sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên tổng công ty dưới sự lãnh đạo của các cấp quản lý. Trong không khí đó, hôm nay tổng công ty Tiến Thành long trọng tổ chức lễ tổng kết năm 2022 và đưa ra mục tiêu năm 2023. Đến dự buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tiến Thành, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thu Trang, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Châu Thái Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tiến Thành, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Trân trọng giới thiệu Ban Kiểm soát Công ty Tiến Thành và Công ty Châu Thái Sơn, Ban Giám đốc Công ty Tiến Thành, Ban Giám đốc Công ty Châu Thái Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đến dự lễ tổng kết hôm nay có lãnh đạo các phòng ban phân xưởng của hai công ty và 500 cán bộ công nhân viên tổng công ty cùng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin kính thưa các ông các bà trong hội đồng quản trị công ty. Kính thưa các ông các bà ban kiểm soát công ty. Kính thưa các ông các bà trong ban lãnh đạo, ban giám đốc công ty. Kính thưa toàn thể anh chị em. Thay mặt cho hội đồng quản trị tổng quản ty, tôi xin có đôi lời chia sẻ trong buổi lễ trang trọng này. Xin kính thưa tất cả các quý vị, cái chương trình tổng kết của công ty chúng ta đã tiến hành tổng kết từ các tổ, nhóm, đội, phân xưởng đến hai công ty, và hôm nay thì theo sự chỉ đạo của hội đồng quản trị là chúng ta tổ chức một cái buổi tiệc liên hoan cuối năm, không mang tính tổng kết nữa. Tất cả các cái kiểm điểm về công tác tổng kết thì chúng ta cũng đã tiến hành kiểm điểm. Chúng ta rút ra các cái bài học và xây dựng cái mục tiêu chiến lược cho năm 2023 rồi. Thế hôm nay thay mặt cho hội đồng quản trị, tôi chỉ có đôi lời chia sẻ và cũng là nhìn lại cả một cái chặng đường mà chúng ta đã đi qua. Chúng ta đã đi qua 3 năm Covid, một cái dịch bệnh trên toàn thế giới, mà có lẽ là chúng ta cũng phải tự hào là chúng ta là những thế hệ mà đã được trải qua một cái đại dịch khủng khiếp như thế này. Và chúng ta cũng không ngờ rằng Bắc Ninh chúng ta, Quế Võ chúng ta lại có những ngày tháng rơi vào tâm dịch. Hôm nay chúng ta rất hào hứng, phấn khởi ngồi đây khi trải qua một cuộc bể dâu lớn như vậy. Nhưng sự mất mát của chúng ta, sự đau đớn trong dịch bệnh thì cũng rất là hạn chế. Vượt qua dịch bệnh, chúng ta lại lâm vào một cái khó khăn là các cuộc chiến tranh trên thế giới.
dẫn đến hủy hoại toàn bộ cái nền kinh tế thế giới. Tôi nói hủy hoại là chính xác, bởi vì cho đến ngày hôm nay là sự suy thoái kinh tế trên toàn thế giới đang diễn ra, và rất nhiều đánh giá những nguy cơ đó còn tiềm ẩn vô cùng lớn, không ảnh hưởng đến sinh mạng của mỗi con người, nhưng đói rét là sẽ xảy ra trên thế giới, không phải riêng Việt Nam. Thì Việt Nam ta có một cái niềm tự hào là năm 2022 chúng ta đạt được cái mức tăng trưởng GDP khá lớn. Thế nhưng mà phân tích các cái chỉ số GDP thì chúng ta được những cái gì thì cái đó cũng là vô cùng nhỏ, không có thời gian nhiều, cho nên tôi không xin phép không nói kỹ về tất cả những vấn đề đó. Và cũng nhân dịp cuối năm chuẩn bị đón xuân mới thì xin kính chúc tất cả anh chị em, kính chúc tất cả các gia đình chúng ta bước sang một năm mới tràn ngập những niềm vui, thành công rực rỡ và hạnh phúc lớn lao. Xin kính chúc. Vâng, chúng ta vừa được nghe ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu về định hướng phát triển năm 2023 và cũng là một nhiệm vụ của chúng ta. Vậy thì thay mặt cho 500 cán bộ công nhân viên, chúng tôi xin hứa đoàn kết thực hiện mục tiêu mà Tổng Công ty đã đề ra và mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các sếp, của các cấp lãnh đạo của Tổng Công ty để đời sống của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Nắm tay anh đi nào, chào chúa xuân đang về khắp trời Việt Nam. Xuân sang. Nắm tay anh đi nào, chào phút giây giao thừa đất trời hợp hoàng. New Year. Xuân sang mang đến mình lộc xuân thắm môi em giang đời, cùng với anh ngàn dù đồng vai kề vai. Khắp trời Việt Nam xuân sang. Nắm tay anh đi nào, chào phút giây giao thừa đất trời hào quang. New Year. Xuân sang mang yên bình lộc xuân thắm môi em sáng ngời, cùng với anh nâng dù nồng vai kề vai. Xuân bên em mặt nồng hồng may mắn cho mọi nhà, cầu chúc cho xuân an lành khắp thế gian. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời anh Dương Viết Sĩ, bộ phận kho thành phẩm, anh Phạm Công Đức, bộ phận kho thành phẩm, anh Phan Duy Tuyên, anh Nguyễn Văn Tuyến, anh Bùi Văn Quang, bộ phận lái xe, anh Ma Công Dự, anh Nguyễn Văn An, anh Hà Văn Hiên, anh Khổng Văn Hiền, bộ phận giao hàng. Trân trọng kính mời các anh lên bục danh dự để nhận phần thưởng năm 2022. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Thuần và anh Nguyễn Văn Đoàn lên trao giải thưởng cho các cá nhân có thành tích trong năm 2022 ạ.
thuật chuẩn bị sản xuất, chị Nguyễn Minh Hà bộ phận kế hoạch sản xuất, anh Nguyễn Văn Toản, anh Trịnh Quang Thiệp, anh Đinh Văn Hùng, anh Hồ Văn Vinh phân xưởng hoàn thành 1, anh Nguyễn Khắc Phong, anh Triệu Văn Chiến và anh Nguyễn Văn Nam xí nghiệp 6. Xin trân trọng kính mời các anh các chị vừa có tên trên lên bục danh dự để nhận phần thưởng, và trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Hiệp, anh Hoàng Đình Tươi lên trao phần thưởng cho các anh các chị được khen thưởng ạ. Xin trân trọng kính mời hai anh đi nào. Chào Chúa xuân đang về khắp trời Việt Nam. Nắm tay anh đi nào, chào phút giây giao từ đất trời hào quang. Xuân sang mang yên bình, lộc xuân thắm môi em ra ngoài, cùng với anh nâng dù lòng vai kề vai. Xuân bên em mặn nồng, hồng may mắn cho mọi nhà. Cầu chúc cho xuân an lành khắp thế gian. Em bên anh, tay trong tay, qua đêm nay đón Chúa xuân sang ca reo vang. Xuân đang càng là du xuân. Yeah. La 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 la, chào Chúa xuân đang về khắp trời Việt Nam. Xuân sang. Nồng vai kề vai, xuân bên em mặn nồng, hồng may mắn cho mọi nhà. Cầu chúc cho xuân an lành khắp thế gian. Trao thưởng cho cá nhân xuất sắc năm 2022, cả công ty chúng ta chọn được một cá nhân xuất sắc, nhưng thấy là hơi tiếc bởi vì anh đó là anh Nguyễn Văn Luận, trong quyết định là chị Trinh vừa thông báo. Thế nhưng mà anh Luận là tự nhiên tối hôm qua là bị ốm đột xuất không đến công ty được. Vậy tôi xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Giáp, phụ trách của anh Luận lên đại diện cho anh Luận nhận quà và nhận phần thưởng cho anh Luận trong năm 2022. Nhưng mà chúng ta ghi nhận là anh Luận, cho chúng ta cho một tràng pháo tay ghi nhận anh Luận ạ. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hợp, phó tổng giám đốc tổng công ty lên trao quà cho anh Luận do anh Giáp nhận hộ. Chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đại diện bộ phận giao hàng, đại diện K4 máy sóng, đại diện K-Gim máy dán của anh Dương Văn Thao lên nhận thưởng về danh hiệu tập thể tiên tiến năm 2022. Xin trân trọng kính mời ba đại diện của ba bộ phận. Điều 1 này khen thưởng đối với các tập thể có thành tích tốt các mục tiêu trong năm 2022. 1. Phân xưởng hoàn thành 1. Thưởng hao phí năm sau giảm hơn năm trước 20 triệu đồng. Thưởng do đạt năng suất lao động so với mục tiêu 20 triệu đồng, tổng là 40 triệu đồng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng phân xưởng hoàn thành 1. Tiếp tục phân xưởng hoàn thành 2. Thưởng năm sau, thưởng hao phí năm sau cao hơn năm trước 30 triệu đồng, tổng là 30 triệu đồng. Đề nghị chúng ta chúc mừng phân xưởng hoàn thành 2. 3 là thưởng xí nghiệp sóng do hạn chế lãng phí trong sản xuất năm 2022, thưởng 20 triệu đồng. Đề nghị chúng ta chúc mừng xí nghiệp sóng ạ. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức, tôi trân trọng kính mời ba đại diện của ba bộ phận lên nhận thưởng đặc biệt này để làm tiền đề cho năm 2023. Xin trân trọng kính mời phân xưởng hoàn thành 1, phân xưởng hoàn thành 2 và xí nghiệp sóng ạ. Một ngày nắng rơi, hôm mai em cười.
chỉ cần em bên người. Đôi khi hận ghen đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng trong lòng em còn tin tình yêu trao anh. Một ngày nắng rơi hồng má em cười, em như nàng tiên bóng câu chuyện xưa ước mơ. Một lời nói theo làn gió em để cho anh ngất ngây vì yêu em. Một điều ước cho tình mãi ban đầu, yêu nhau dài lâu bên nhau ngày sau ta có nhau. Điều một các gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Một anh Lộc Văn Trấn phân xưởng hoàn thành. Một anh Tho Ngọc Minh, anh Hà Văn Xuyến, chị, cô Mã Thị Tuyết, anh Hà Văn Thuật, anh Lữ Văn Kê, chị Lục Thị Truyền, chị Hà Thị Hường, chị Lương Thị Yến, anh Hoàng Văn Lành, chị Lục Thị Trang, chị Long Thị Xuyến bên phân xưởng hoàn thành một ạ. Anh Ma Công Dự, anh Bùi Văn Nhất, anh Lò Văn Phong, anh Lò Văn Sọn, anh Lâm Thế Vui, anh Bùi Quang Khải ở bên bộ phận giao hàng, anh Triệu Văn Chính, anh Đoàn Văn Luật, anh Quang Văn Đại, anh Lương Văn Quê, anh Hoàng Văn Vinh, anh Hoàng Đình Đại, anh Hoàng Văn Thuận, anh Đoàn Văn Duy, chị Bùi Thị Nhiễn, anh Lê Văn Tân, anh Bùi Văn Sạch, anh Viêng Văn Bằng ở bên phân xưởng hoàn thành 2 ạ. Và điều 2, mức hỗ trợ và cách thức nhận thưởng. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng trên một người. Và cách thức nhận ở bên Tiến Thành thì mọi người sẽ gặp chị Vân Hành Chính, và bên công ty Trầu Giấy Sơn thì mọi người sẽ gặp với chị Phúc để nhận tiền hỗ trợ ạ. Và điều 3 là... Tết đến trong tim mọi người.
khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, trời tung tăng vui pháo xoan. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thơm, người thương gia mau phát tài. Tết đến trong tim mỗi người.
Vâng, để tiếp theo chương trình bốc thăm trúng thưởng. Và đây là một giải thưởng rất đặc biệt, và một người bốc cũng rất đặc biệt. Xin mời ông Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị lên bốc thăm trúng thưởng cho đại diện cho một nhân viên nào may mắn được trúng phần quà này ạ. Mã số nhân viên T 767 Mai Trọng Tuấn 6. Chúng tôi đếm nhá. 1 2 3. Vâng, như vậy là lá phiếu này sẽ được hủy. Xin mời ông bốc lại một lá phiếu khác ạ. Mã số T 432 1432 Nông Thị Bằng, phân xưởng cắt tông. Vâng, Nông Thị Bằng có ở đây không ạ? Chị Nông Thị Bằng có ở đây không ạ? Rồi, đây rồi, xin mời. Trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa. Lập lè ta áo xanh xanh trên bông tiêu vàng, đẹp hơn thiên nga. Vài vầy em bé rúc rích khúc kích tiếng cười, dù nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời, cùng diêu dích ca. Chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng, mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về rêu bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Trông xinh như hoa, lập lè ta áo xanh xanh trên bông tiêu vàng, đẹp hơn thiên nga. Vài vầy em bé rúc rích khúc kích tiếng cười, dù nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời, cùng diêu dích ca. Một bài ca đón chào mừng, hòa theo tiếng pháo đi đùng, mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về rêu bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời.
một rối tơ tâm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rủi yết ngóng trong, vui cùng pháo đỏ dịu hồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, viên cành lộc nhiễm băng khoáng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân reo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mây, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Vâng, xin tất cả mọi người hãy nán lại hôn trường. Cái này của chúng ta vẫn em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Hiệp, thuộc bộ phận phòng kế hoạch của công ty cổ phần Tiến Thành ạ. Em xin trả lời cho câu hỏi thứ nhất này sẽ là đáp án C ạ, cả hai đáp án trên ạ. Vâng, xin chúc mừng chị, đấy là một đáp án đúng ạ. Vâng, xin chúc mừng chị. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Anh chị hãy cho biết tổ chức. Vâng, anh chị hãy cho biết tổ chức đại diện cho tập thể người lao động tại các cơ sở là ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành cấp trên, trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở là đúng hay là sai? A đúng, B sai. A. Vâng, xin chúc mừng anh. Vâng, tiếp theo là câu hỏi tiếp theo. Anh chị hãy cho biết máy sóng của công ty có bao nhiêu máy, khổ bao nhiêu và làm được những chủng loại kết cấu nào sau đây? A. Khổ 1m6 chạy được kết cấu 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp. B. Khổ 1m8 chạy được kết cấu 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp, 7 lớp. C. Cả hai phương án trên. Em xin phép trả lời câu hỏi là đáp án B ạ. Vâng, xin chúc mừng ạ. 1m8, 5 lớp. Anh cũng là 6, anh biết mà. Người lao động được hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng khối lượng sản phẩm công việc ngoài số lượng khối lượng sản phẩm công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động là đúng hay là sai? A đúng, B sai. Em trả lời là đúng ạ.
Xin chúc mừng anh. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Anh chị hãy cho biết phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng tôn giáo là lý do thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn là đúng hay là sai? A. Đúng. B. Sai. Đáp án của em là sai ạ. Đáp án là sai, hoàn toàn chính xác. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Anh chị hãy cho biết tổng công ty Tiến Thành hiện nay có bao nhiêu hình thức in ấn hàng hóa? A. 3 loại in: in flexo, in procept, in offset. B. 4 loại in: in flexo, in flexo, in offset và in lưới. C. 5 loại in: in flexo, in procept, in offset, in lưới và in film. Tôi xin trả lời là tôi chọn phương án là 5 hình thức in. Đáp án C, 5 hình thức in, hoàn toàn chính xác. Vâng, xin chúc mừng chị ạ. Vâng, đến đây tất cả những câu hỏi công đoàn chúng ta cũng đã kết thúc. Xin mời đại diện của tất cả các bộ phận, đại diện các bộ phận chúng ta lên chụp ảnh lưu niệm. Để